tiên. Em biết tấm hình này không? Không biết. Em không biết thiệt luôn hả? Không biết. Em biết đây là gì phải không? Em biết đây là gì nhưng mà em tên là Em đọc gì? được chữ này không? Không. Ủa chứ sao em nói được? Đây là chữ gì? Đây là tiếng Việt. Đúng rồi, đây là cuốn sách để học chữ tiếng Việt Dành cho lớp 1. Từ vào Việt Nam em đã thích học tiếng Việt rồi 2 tháng, xong rồi em làm biết cái foundation của tiếng Việt rồi. Xong rồi nhưng mà em có nhiều bạn là người Việt và là người Bắc thì họ sẽ dạy cho em nói tiếng Việt như thế nào, nói tiếng Việt giống người Việt Nam như thế nào. Em đang nói giọng Bắc. Dạ. À. Thì em Đâu giọng miền Nam đó là sao? như này nên thì em không hiểu được. Em không hiểu được. Vậy sao em hiểu được anh? Nhưng mà anh không phải rất nhiều vận dụng Giống người Bắc. À. vận dụng, nhưng mà bình thường con Này, tao giọng nói em gì là thì giọng Nam nè. Giọng anh này miền Nam nè. Anh thì không em không hiểu. hiểu. Hai người ở chung nhà mà không hiểu nhau. Thì nếu con tao nói tiếng Việt thì em khó hiểu. Em khó hiểu. À, vậy tụi em ở nhà nói chuyện bằng tiếng Dạ gì? tiếng Anh. Em nghĩ là em phải biết tiếng Việt thì sẽ biết con năm mỗi ngày đang làm gì. Nhưng em Biết không mỗi ngày đang làm gì. Nhưng con đang đang ngồi điện thoại với người khác thì mình còn không hiểu đang nói gì. Đúng, Thì em thông minh lắm. Em rất là sáng suốt đó. Ví dụ nói chuyện với gái làm sao mà mình hiểu được, đúng không? Ok, mình phải học tiếng Việt mình mới biết cuộc trò chuyện nó nói cái gì, đúng không? Em có thấy tiếng Việt khó không? cũng khó nhưng mà em bận học đờ tại vì em nghĩ là em có cái talent, Có tài năng, cái năng khiếu, năng khiếu. năng khiếu, Ờ. họ cái language. Language là cái gì? Language. À, language, à, Yeah. năng khiếu là ngôn ngữ. Yeah. Thế thì tại sao Đăng không dạy cho bạn học tiếng Việt em, mà em suốt ngày em nói tiếng Anh thì làm sao mà bạn tiến bộ được? Vậy vậy nhảy còn không được, nói chi về tiếng Việt Trời ơi, dễ sợ thiệt. Vậy chứ ở nhà tụi em dạy nhau gì? Ok. dạy dạy mấy câu chữa chữa lộn không ạ? Rồi. Đây là Có dạy, nó cũng cũng có dạy ngôn ngữ nhưng mà em dạy mấy cái như là nói không phải là nói tục nhưng mà không? giống như nói những cái câu mà nó dễ dễ nhớ anh. Giống như cái chữ đầu tiên em dạy bạn này là chữ khùng. Chữ Khùng. khùng tại nó rất là dễ nhớ luôn, thành Ờ. ra đó cứ mỗi lần mà đi đi nói chuyện với bạn hay gì á cái hay chữ người ta là khùng. Khùng. Khùng, khùng. Thật ra cũng đáng yêu. Đúng Em rồi. hiểu từ đó đúng không? Em hiểu. Dạ, yeah, ok. Anh nghĩ là em cũng là một người thầy không tốt đó. Em dạy cho bạn những cái từ mà nó hơi bị không trong sáng trong tiếng Việt lắm, đúng Vậy đó, không? em dạy mấy cái từ trong sáng đâu nhớ nhanh đâu, dạy mấy cái từ mà không trong sáng nhớ nhanh lắm anh. Pink ở nhà tên là gì? Pink với Đăng. Dạ. Gọi vậy luôn hả? Còn không phải em bình thường. Em gọi anh Đăng là gì? Alo. Alo. Nhắn tin đó anh, alo. À, Đang làm gì ok. vậy? Ok. Alo. Còn em Alo. thì gọi là Pink. Gọi là Pink. À, ok.